Thưa quý vị, có những nơi dù điều kiện vật chất còn thiếu thốn, nhưng ở đó những người già yếu, trẻ em tàn tật được khám chữa bệnh, được chăm sóc ân cần như là những người thân ở trong gia đình. Nơi đây còn là nơi kết nối những nhà hảo tâm gần xa, những tình cảm sẻ chia, những tấm lòng thiện nguyện đang từng ngày từng giờ thắp lên niềm tin trong cuộc sống. Mời quý vị hãy cùng đến với nhà cứu trợ trẻ em tàn tật xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để cảm nhận một mùa đông không lạnh lẽo ở nơi đây. Nhà cứu trợ trẻ em tàn tật xã Hiệp Hòa Bắc lúc nào cũng đông đúc cụ già em nhỏ. Họ đến để được nhận những món quà từ tình cảm yêu thương của những nhà hảo tâm. Họ đến để được các y bác sĩ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Mỗi người đến đây là một hoàn cảnh. Đây là cháu bé bị bại não. Từ khi sinh ra, gia đình đã đưa cháu chạy chữa khắp nơi. Tiền của trong nhà cũng theo những lần khám bệnh cho cháu. Lúc này khi kinh tế gia đình kiệt quệ thì nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Hiệp Hòa Bắc là chỗ dựa của cháu và gia đình. Vợ chồng em cùng chị Sài Gòn này nọ cũng đi đủ chỗ hết rồi. Thì mà khi bà chị xuống anh Trần Ngọc Quý đây là xuống chăm thì cháu nó cũng thấy nó phát triển, nó cũng đỡ hơn trước nhiều. Tại nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Hòa Hiệp Bắc này, mỗi ngày cũng có không ít cụ đến đây để châm cứu và điều trị. Bà Khả đã có 6 năm gắn bó với nhà cứu trợ này kể từ khi bị té gãy cột sống. Giờ bà có thể tự ngồi và đi được. Nhiều cụ cũng nhờ nhà cứu trợ mà duy trì được sức khỏe, vượt qua bệnh tật. Gãy cột không có. Rồi đợi đi Sài Gòn, rồi mổ. Một tháng tao mới mổ. Mổ già, rồi chăm cứu. Chăm cứu rồi nay hồi phục được. Mình thử thuốc thì mình thấy những người già thì bao nhiêu người già cũng như bố mẹ của mình. Thì mình coi như họ như là một cái ân nhân của mình. Và mình phải sẵn sàng mình lao vào, mình giúp được cái gì thì mình giúp đỡ cho bà con được cái nấy thôi. Đó là điều ao ước nhất. Mình muốn truyền tải đến, tức là xã hội, đoàn thể, chính quyền và những người có tấm lòng không bao giờ bỏ những cái người mà gặp những hoàn cảnh khó khăn hoặc là các cháu tàn tật. Thì cái đấy là cái sự kết nối yêu thương của tình người, cái đấy là cực kỳ quan trọng. Tết Dương lịch 2019 đang đến rất gần, giữa cái lạnh của những ngày cuối năm, nhưng chính tình cảm, tấm lòng sẻ chia của cộng đồng tại nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Hòa Hiệp Bắc nói chung, nhiều nơi trong tỉnh nói riêng đã mang đến mùa đông ấm áp cho những phận đời không may mắn. Ở đó, họ được sưởi ấm bằng tình cảm và sự yêu thương của những tấm lòng nhân ái. Cuộc sống này có ý nghĩa hơn nhờ những điều như thế.